Xin chào mọi người, mình là Ngọc đây. Ở video này thì mình và bạn sẽ cùng dành ra 10 phút tập để có được thắt eo nhé. Chúng ta cùng vào luôn với bài tập này thôi nào. Đầu tiên bạn sẽ đứng chân trái làm trụ, chân phải thực hiện một cái co lên ngang bằng hông và một cái đá lên cao. Bạn hãy cố gắng ổn định thân người. Ở mỗi lần nâng chân lên thì hãy cảm nhận tác động vào phần eo bên phải. Nếu như bạn không đá được chân cao lên thì có thể đá thấp hơn. Hãy cố gắng là giữ thăng bằng và đá ở mức cao nhất mà bạn có thể. Bạn đã cảm nhận được tác động của động tác này vào phần eo chưa? Cố gắng thêm 9 giây nữa nào. Chúng ta sẽ nghỉ 15 giây, sau đó lặp lại tương tự ở bên kia. Chú ý siết eo lại, hít thở thật đều chứ không phải hóp bụng nín thở đâu nhá. Mỗi lần đá chân thì bạn hãy thở mạnh ra. Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me, we dance in the dark. We're dreamers. Mình chuẩn bị nằm nghiêng sang một bên, dùng lực ở cánh tay và bàn chân để đẩy toàn bộ thân người lên cao. Tay trên bạn hãy đưa lên cao, rồi hạ xuống vòng từ trước về sau, mắt hãy nhìn theo tay. Bạn hãy cố gắng đẩy cao hông lên để tác dụng được nhiều nhất vào phần eo. Nếu như bạn mới bắt đầu tập và cảm thấy động tác này khó thì bạn hoàn toàn có thể hạ gối xuống và thực hiện động tác tương tự. Đừng quên là đẩy cao hông lên và nhớ là chúng ta đang tập cho vùng eo chứ không phải tập cho vùng tay nhá. Quên cái mỏi ở tay đi bạn nha. Bạn vẫn nằm ở bên đó, tay dưới duỗi thẳng chạm sàn phía trước mặt, bật người dậy kết hợp với đưa tay trên chạm chân trên rồi hạ xuống. Khi bật dậy thì chúng ta ấn bàn tay xuống dưới sàn, nhấc hẳn khuỷu tay lên không chạm sàn nữa để mình gồng cơ bụng và tác dụng được vào eo nhiều hơn. Động tác số 5, nằm chống nhẹ hai gót chân trên sàn, ngồi bật dậy hơi ngả người về sau và xoay eo đấm hai tay sang hai bên. Lúc bật người dậy thì bạn đừng ngồi thẳng người lên nhé, vẫn hơi ngả người về phía sau, giữ lưng thẳng chứ không được khom lưng lại nha. Nếu như bạn cảm thấy bật dậy hơi khó khăn thì bạn hãy sử dụng đà của tay để bật được dậy dễ dàng hơn. Ở 20 giây cuối này thì bạn hãy giữ ngả người về sau và liên tục đấm sang hai bên cho mình nào. You're so different, kind of ignorant.
Tương tự như hai động tác số 3 và số 4, chúng ta sẽ nằm nghiêng sang bên còn lại và thực hiện giống như vậy nào. Đầu tiên là side plank, xoay eo. Đẩy cao hông lên chút nữa giúp mình nào. Chúng ta đang tập để có vùng eo thon gọn hơn. Cả bạn và mình đều đang cố gắng vì điều đó. Cố lên, không được dừng lại. Chống bàn tay xuống sàn và bật dậy cho tay chạm chân nào. Khi bật dậy thì bạn ấn bàn tay xuống sàn, khuỷu tay nâng lên không chạm sàn nữa. Khi mệt quá thì bạn có thể thực hiện động tác chậm hơn, tuyệt đối không được dừng lại bạn nhé. Sau động tác này chúng ta chỉ còn 3 động tác nữa thôi. Nằm chống nhẹ hai chân trên sàn, nghiêng người sang hai bên để gập phần eo lại sao cho tay chạm vào chân giống như trên màn hình. Bạn cần chú ý là hãy nghiêng eo để tay chạm vào chân chứ đừng cố vươn dài tay để chạm vào chân nhé. Như vậy thì động tác không có tác dụng đâu. Cuối mình sẽ tập cho vùng lưng. Bạn nằm úp xuống, hai tay đặt nhẹ sau tai, nâng thân trên lên đến khi ngực không chạm sàn và dần hạ nhẹ nhàng xuống. Bạn hãy cảm nhận vùng lưng bên dưới nhé. Mặt hướng xuống sàn, bạn đừng ngước nhìn lên trên. Tại sao đang tập cho phần thắt eo mà lại phải tập lưng nhỉ? Phần lưng dưới của chúng ta thì thường sẽ tích tụ rất là nhiều mỡ. Khi bạn tập cho mỡ ở vùng lưng này giảm bớt đi thì eo của bạn sẽ được siết lại và khiến cho eo nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Vậy nên khi tập eo bạn đừng bỏ qua phần lưng nhé. It's guiding me home. Động tác cuối cùng dưới đây, gần giống với động tác vừa rồi nhưng chúng ta sẽ kết hợp thêm khi nâng người dậy thì kéo hai tay về phía sau để ép phần bả vai lại, hạ xuống thì đưa hai tay ra phía trước. Nâng hai chân lên cao không chạm sàn trong toàn bộ quá trình thực hiện động tác. Nâng lên ở mức cao nhất bạn có thể nhé. Mỏi lắm rồi, mình cũng cảm nhận được giống y như bạn. Nhưng bạn ơi, hãy kiên trì thêm một chút nữa thôi. Vài chục giây thay vì nhìn mình tập thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì một vóc dáng cân đối và sức khỏe tốt hơn nữa nha. Get you with the text on XO. My ace boom boom no flex no. I won't gas you up like Petro. Just try.
Wow, vậy là bạn và mình đã hoàn thành bài tập cho vùng thắt eo ngày hôm nay rồi. Bạn hãy kết hợp tập luyện cùng với chế độ ăn lành mạnh để nhanh đạt được kết quả mong muốn nhé. Mình có chia sẻ các bữa ăn trên Instagram, mình có để ở góc bên phải màn hình. Bạn hãy follow Instagram của mình nếu như muốn tìm hiểu thêm về chế độ ăn nhé. Cảm ơn bạn đã tập luyện cùng mình. Tạm biệt bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào chủ nhật tuần sau nhé. Bye bye.